Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay cơm món ăn ngon để làm xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món đậu hũ kho nước dừa, một món ăn chay rất là ngon và rất là dễ làm. Các miếng đậu hũ thì rất là ngọt, béo béo, còn nước dừa thì có vị ngọt, vị hương thơm rất là đặc trưng, rồi kết hợp thêm một số gia vị và các nguyên liệu khác tạo nên món đậu hũ kho nước dừa rất là thơm ngon, tuyệt vời lắm luôn và rất là được ưa chuộng trong các bữa ăn cơm chay ở gia đình. Các nguyên liệu và các gia vị của mình thì gồm có: hôm nay mình sử dụng 4 miếng đậu hũ vàng. Các miếng đậu hũ vàng này cũng rất là tươi, rất là ngon, nhưng mà đã nguội rồi, thôi mình sẽ chiên sơ lại trước khi mình kho với nước dừa nha quý vị. Và nguyên liệu không thể thiếu đó là nước dừa nè quý vị. Thôi mình sử dụng khoảng một chén nha quý vị. Các cọng ngò gí, hành lá, ớt, hành tím và các tép tỏi. Còn gia vị thông thường của mình thì gồm có muối, bột ngọt, bột niêm, đường cát, nước màu, nước mắm chay và dầu ăn. Các nguyên liệu và các gia vị thì cũng rất là đơn giản lắm luôn. Và bây giờ mình bắt đầu tiến hành mình làm nha quý vị. Trước tiên thì mình sẽ bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vào, mình cho nhiều vào nha quý vị. Khi mà dầu nóng lên thì mình sẽ cho các miếng đậu hũ vào để mình chiên sơ qua. Nếu nhà mình mua các miếng đậu hũ đó, quý vị, mà còn nóng thì về mình khỏi cần chiên lại nha quý vị. Tại nhà mình mua thì nó cũng đã nguội hết rồi, cho nên mình chiên sơ lại để cho các miếng đậu hũ vàng của mình nó sẽ thơm hơn. Khi mà mình kho với nước dừa thì nó sẽ ngon hơn và đậm đà hơn. Và thời gian mình chiên thì tầm cũng khoảng 3-4 phút nha quý vị. Và sau thời gian nãy giờ mình chiên, các miếng đậu hũ của mình nó cũng vừa hơi vàng vàng rồi, thì mình sẽ gấp hết ra dĩa luôn nha quý vị. Các cọng hành lá thì mình sẽ sắc nhỏ nhỏ ra luôn, để khi nào mà đậu hũ kho nước dừa của mình chín thì mình sẽ cho hành lá vào cho nó thơm hơn và ngon hơn. Hành tím thì mình đập cho nó dập dập, rồi sau đó mình băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn, để nữa mình phi trước khi mình kho đậu hũ với nước dừa. Tương tự thì các tép tỏi mình cũng đập cho nó dập dập, rồi sau đó mình cũng băm cho nó thật là nhuyễn ra luôn, để nữa mình phi. Nếu nhà mình ăn thuần chay thì có thể mình thay thế tỏi, hành tím, hành lá bằng hành bơ rô nha quý vị. Nhà mình thì ăn chay không thường à. Ớt thì mình cũng băm nhỏ nhỏ ra luôn, để khi nào mà đậu hũ kho nước dừa của mình chín thì mình sẽ cho ớt vào, có vị cay cay của ớt góp phần làm cho cái món kho của mình thêm thơm ngon và hấp dẫn hơn. Đậu hũ thì mình sẽ chẻ ra làm hai, rồi sau đó mình sẽ chẻ ra làm hai nữa. Một miếng đậu hũ thì mình sẽ ra làm 4 nha quý vị. Tương tự các miếng đậu hũ còn lại thì mình cũng chẻ ra làm 4 luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho khoảng 1/3 muỗng cà phê muối vào trong cái chén nhỏ. 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. 1/3 muỗng cà phê bột niêm. Khoảng nửa muỗng cà phê đường cát và khoảng một muỗng canh nước mắm chay nha quý vị, muỗng hơi lưng thôi. Rồi mình cho cũng khoảng một muỗng canh nước lọc, rồi sau đó mình đảo đều lên để cho các gia vị nó tan hết trong cái phần chén nước ớt của mình luôn nha quý vị. Rồi mình sẽ ớt vào trong dĩa đậu hũ, mình đảo đều lên luôn. Và bây giờ thì mình sẽ cho chén nước ớt nè quý vị vào trong dĩa đậu hũ nha quý vị. Mình làm nước ớt riêng như vậy nè quý vị. Khi mà mình ớt vào các miếng đậu hũ thì nước ớt nó sẽ thấm rất là sâu vào các miếng đậu hũ nha quý vị. Và nước màu thì mình cho cũng khoảng một canh nước màu vào luôn. Rồi sau đó mình đảo đều lên,
để cho các gia vị của mình nó sẽ thấm đều vào các miếng đậu hũ. Rồi sau đó mình để khoảng 15 phút trước khi mình kho nha quý vị. Tại vì mình để càng hơi lâu để cho các gia vị nó sẽ càng thấm sâu vào các miếng đậu hũ. Rồi sau đó mình kho nó sẽ rất là đậm đà và rất là thơm ngon lắm luôn. Và bây giờ mình bắt cái chảo lên, mình cho dầu ăn vào. Khi mà dầu nóng lên thì mình sẽ cho tỏi và hành tím vào để mình phi. Mình cho hết vào luôn. Trong lúc mình phi thì mình đảo đều lên nha quý vị, để cho tỏi và hành tím của mình nó sẽ vàng đều lên. Và sau một hồi phi đó quý vị, tỏi và hành tím cũng đã vàng óng ánh rất là thơm rồi. Và bây giờ mình sẽ cho hết nguyên dĩa đậu hũ vào trong cái chảo để mình kho. Mình cho vào rồi thì mình đảo đều lên nha quý vị. Mình kho đến khi nào mà đậu hũ của mình nó lên màu rất là đẹp thì mình sẽ cho nước dừa vào. Đó, và sau một hồi đậu hũ của mình nó lên màu cũng rất là đẹp luôn rồi nè quý vị. Và bây giờ mình sẽ cho nước dừa vào. Thì mình cho cũng khoảng một chén lưng nước dừa đó quý vị. Rồi sau đó mình đảo đều lên. Mình để lửa cũng vừa vừa riu riu thôi nha quý vị. Trong lúc mình kho thì mình cũng đảo tới đảo lui cũng khoảng 2-3 lần để cho các miếng đậu hũ của mình nó sẽ chín từ từ và nó nhắm gia vị từ từ. Đó, lửa mình để riu riu như vậy là được rồi nha quý vị. Đó, sôi ùn ụt luôn, rất là thơm, trông rất là hấp dẫn lắm luôn. Và bây giờ thì mình sẽ chở thêm một lần nữa nha quý vị. Rồi mình kho thêm khoảng 2-3 phút nữa cho nó sền sệt lại là được rồi nha quý vị. Đó, và sau thời gian nãy giờ mình kho thì các miếng đậu hũ kho nước dừa của mình cũng đã chín rồi đó quý vị. Nó rất là sền sệt luôn. Rồi mình cho hành lá vào. Và bây giờ mình sẽ cho ớt sắt vào luôn, lên trên. Nếu nhà mình ăn cay không được thì có thể mình bỏ cái phần ớt sắt này cũng được đó nha quý vị, khỏi cho vào. Và nguyên liệu cuối cùng đó là ngò gí, mình cho lên trên, chủ yếu mình trang trí cho nó đẹp mắt hơn nha quý vị. Đó, mình cho lên trên luôn. Rồi sau đó mình tắt lửa. Và bây giờ mình quay cận lên nào quý vị. Các miếng đậu hũ kho nước dừa cũng đã chín rồi, trông rất là thơm, rất là ngon, rất là đậm đà, một món ăn chay rất là ngon, đậu hũ kho nước dừa và đã thành phẩm rồi đó quý vị. Rồi cơm món ăn ngon để làm xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video của mình và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, cảm ơn quý vị rất nhiều.